Bên các bác mẫu máy cắt tỉa hàng rào, các cây cảnh, các cỏ mini của thương hiệu Putan bên em. Đi kèm theo thì nó sẽ có hai loại lưỡi, một loại là lưỡi dài. Cái này thì nó rơi vào 22 cm, nó sẽ phù hợp để chúng ta tỉa hàng rào các bác nhé. Nó dài hơn thì chúng ta sẽ tỉa dùng để tỉa hàng rào. Còn cái lưỡi ngắn này thì nó tương tự như một cái tăng đơ, là chúng ta có thể sử dụng để cắt những cái cỏ phía dưới hoặc là tỉa cây cảnh các bác nhé. Tỉa cây cảnh thì rất là hợp lý, được chưa? Và nó có cái phần gật gù như thế này để chúng ta điều chỉnh đó, nó tương tự như cái tăng đơ đấy, như em bảo rồi. Ok, nó sẽ có công tắc két đây để cho chúng ta là tính năng an toàn. Khi chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta phải bấm đồng thời các bác nhé. Chân pin phổ thông chân M21, bác nào có pin sạc rồi thì chỉ cần mua thân máy thôi, bên em có bán. Bác nào chưa có pin sạc thì bên em sẽ có bán pin sạc kèm theo các bác nhé. Rồi, con này thì nó cách thay lưỡi thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần bấm hai cái nút ở hai bên đây, đấy, hai cái lưỡi ở hai bên, rồi kéo ra, được chưa? Xong chúng ta sẽ lắp vào. Đó. Đây, đó, rất là đơn giản thôi. Rồi, chúng ta sẽ lắp cái lưỡi này vào cho các bác xem nhé. Đó, khi chúng ta lắp lưỡi thì chúng ta nếu để an toàn thì chúng ta nên tháo pin ra các bác nhé. Đó, nói chung là cẩn tắc vô ấy này thì chúng ta cứ tháo pin ra, được chưa? Bây giờ sẽ lắp cái pin vào, test một cho các bác xem nhé. Đây, gặp cái đầu này xuống một chút này. Đó. Rồi bây giờ thì em lắp quen rồi thì em thôi em vẫn cứ để pin, được chưa? Em để em lắp cái đầu này vào, cái tăng đầu tăng đơ này vào đấy để em cho các bác xem nhé. Đây. Đó. Ok, và hiện tại cái thân máy này bên em đang bán với mức giá là 650.000 thân máy các bác nhé, 650.000 đó, và bao ship cho các bác toàn quốc, bảo hành 6 tháng, đến nơi các bác cứ kiểm tra test thoải mái rồi thanh toán sau. Vậy chúng em sẽ mang cái máy này đi, chúng em sẽ test thử luôn để xem nó hoạt động ra sao các bác nhé.